Đồng bào thương mến, trong cái lạnh buốt giá tê tái, cắt da cắt thịt của trời đông Hà Nội, chúng tôi, những con người đang khốn khổ vì là nạn nhân bị tập đoàn Sunshine chiếm đoạt tiền, phải đứng ở đây cùng nhau đi tìm lại những đồng tiền xương máu của mình. Chúng tôi có người trẻ, có người già, có đủ mọi hoàn cảnh, nhưng có điểm chung là cuộc sống đang lâm vào khó khăn đường cùng vì mọi khoản kinh tế để lo cho gia đình công việc đều đang bị tập đoàn Sunshine chiếm đoạt. Người trẻ thì không còn tiền nuôi con, không còn tiền lo cho từng bữa ăn, tấm áo, thậm chí là mất việc. Người già thì không còn tiền lo thân, không còn tiền thuốc thang ốm đau khi đã quá tuổi lao động. Rất nhiều người đã và đang phải đối mặt với tình cảnh phải bán nhà cửa đi mà không đủ để trang trải cuộc sống. Tất cả đều là hậu quả mà tập đoàn Sunshine đã gây ra. Chúng tôi có mặt ở đây chỉ là một phần nhỏ đại diện cho con số hàng nghìn nạn nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đồng bào chú ý, hãy lấy bài học đắt giá của chúng tôi để cảnh tỉnh bản thân, gia đình và bạn bè không tiếp tục bị các doanh nghiệp bẩn này bày trò lừa đảo, để không phải lâm vào cảnh ra đứng đường khổ sở giá lạnh như chúng tôi ngày hôm nay. Hãy cảnh giác và cân nhắc với mọi sản phẩm của tập đoàn lừa đảo Sunshine, vì đó thường là một cái bẫy chuyên nghiệp và có âm mưu kỹ lưỡng phía sau. Sunshine xây dựng một quy trình hoàn hảo cho việc dẫn dụ khách hàng gửi tiền. Họ chiêu mộ các nhân viên lâu năm từ các ngân hàng lớn, có sẵn trong tay tệp khách hàng đang có nguồn tiền tiết kiệm thường xuyên tại các ngân hàng khác. Tiếp đó, lợi dụng chính những mối quan hệ của các nhân viên này để tiếp cận và dẫn dụ chúng tôi mang tiền gửi qua app điện thoại online với các hình thức cố định, linh hoạt, siêu linh hoạt. Các nhân viên sale này đều có một bài quảng cáo chung về sự hoành tráng của tập đoàn, về các siêu dự án đẹp đẽ trải dài khắp cả nước, về các mối quan hệ chính trị hoành tráng, về cách gửi tiền và Sunshine đầy thuận tiện so với ngân hàng truyền thống, khi có thể thao tác nhanh chóng mọi nơi. Nắm được điểm yếu và thiếu hiểu biết về tài chính của người dân, Sunshine đã lừa chúng tôi nhầm tưởng từ gửi tiết kiệm qua các hợp đồng giả, hợp đồng lai tạo đầy tinh vi và toan tính. Đã hơn một năm nay, kể từ khi tập đoàn Sunshine thông báo mất khả năng thanh khoản, họ chiếm đoạt trắng trợn số tiền của chúng tôi một cách trái phép và không chi trả một đồng gốc lãi nào, đồng thời liên tục đưa ra các chính sách cực kỳ bất lợi để khách hàng phải chấp nhận mất hơn nửa tiền khi chuyển đổi hợp đồng, như chính sách chuyển đổi bất động sản với giá nhà cao gấp đôi so với giá thị trường, hay thanh lý rẻ hợp đồng chỉ còn 40% giá trị tài sản. Còn muôn vàn các ngóc ngách mà khi vướng vào và tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới thấy được hết dã tâm và âm mưu lừa đảo kinh khủng của tập đoàn Sunshine. Loạn lạc giữa thời bình, đó là cảm giác mà các nạn nhân của tập đoàn Sunshine đang trải qua. Một nỗi đau lớn khi những kẻ gian trá, dán mắc doanh nhân thì sống ngạo nghễ trên đống tiền lừa đảo từ đồng bào, liên tiếp ra điều kiện, còn những nạn nhân thì phải sống những tháng ngày cơ cực đi cầu cứu khắp nơi. Chính vì vậy, chúng tôi kịch liệt phản đối và lên án mọi việc làm sai trái cả về pháp luật và đạo đức kinh doanh của tập đoàn Sunshine. Chúng tôi kêu gọi tập đoàn Sunshine quay đầu là bờ, đừng để các tấm gương xử án như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát bị lặp lại. Với quy mô chiếm đoạt tài sản của Sunshine, đứng đầu là Đỗ Anh Tuấn, Đỗ Thị Định, Đỗ Văn Trường, Bùi Thị Tuyết Mai, thì hậu quả sẽ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Hãy giác ngộ và ngừng tạo nghiệp, thành tâm khắc phục những hậu quả từ việc làm ăn lừa đảo và sai trái của mình. Hãy nhớ rằng, mưu hại đồng bào là phá hoại Tổ quốc, lừa hại nhân dân là phá hoại đất nước. Xin đồng bào hãy thông cảm với tình cảnh, chia sẻ về thảm họa của chúng tôi thật rộng rãi để toàn xã hội được biết. Xin mọi người hãy tránh xa, đa đảo, tẩy chay tập đoàn lừa đảo Sunshine. Chúng tôi khẩn thiết mong được chính quyền các cấp, các ban ngành, các cơ quan báo chí nhanh chóng vào cuộc, ra tay cứu giúp, tìm lại công lý cho những người dân như chúng tôi.